Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ và Nga đã tranh cãi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy cơ quan này ra một tuyên bố chỉ trích các vụ tấn công, được cho là sử dụng khí chlorine ở Syria, khiến nhiều người bị thương vài ngày qua. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Mỹ Nikki Haley khẳng định đã có bằng chứng rõ ràng từ hàng chục nạn nhân về những vụ tấn công này ở khu vực Đông Ghouta do phe nổi dậy kiểm soát. Theo dự thảo tuyên bố do Mỹ soạn thảo, Washington đề xuất Hội đồng Bảo an thông qua một tuyên bố chỉ trích với ngôn từ mạnh nhất về một vụ tấn công được cho bằng khí chlorine tại thị trấn Duma, khiến 20 dân thường bị thương, trong đó có trẻ em. Về phần mình, đại sứ Nga Vitaly Nebenzia đã cáo buộc Mỹ đang phát động chiến dịch tuyên truyền nhằm quy trách nhiệm sai cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad về các vụ tấn công hóa học. Theo ông, đến nay chưa thể xác định thủ phạm gây ra những vụ việc này. Phía Nga đã đề xuất một tuyên bố sửa đổi, theo đó không đề cập đến vụ tấn công ở Đông Ghouta và nhấn mạnh những vụ việc này cần được tiến hành điều tra một cách đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Theo các nhà ngoại giao, phía Mỹ đã bác những thay đổi này và do đó Hội đồng Bảo an đã không thông qua bất kỳ tuyên bố nào. Hôm 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Syria cũng đã bác cáo buộc của Mỹ rằng chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta. Tuyên bố tái khẳng định quan điểm chống sử dụng vũ khí hóa học và quốc gia này đã giao toàn bộ kho vũ khí hóa học cho tổ chức cấm vũ khí hóa học.